Cao Bằng. Khu resort có tổng diện tích hơn 31 ha, chia làm hai khu chính. Các hạng mục chính của công trình gồm khách sạn 60 phòng ngủ và 24 khối bungalows, nhà hàng, khu hội nghị, thể thao, vui chơi giải trí, cùng các khu vực hoạt động cắm trại và sinh hoạt ngoài trời. Sài Gòn Bản Dốc Resort là dự án đầu tiên nằm ở vị trí vừa có thế mạnh thiên nhiên phong cảnh, văn hóa bản địa, vừa mang ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử, nơi gắn cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Đại diện công ty Sài Gòn Tourist cho biết, công trình lấy cảm hứng và kiến trúc truyền thống của đồng bào địa phương, tạo nên bản sắc của văn hóa Việt Nam, của vùng biên giới phía Bắc, đặc biệt là của Cao Bằng. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2013 với tổng kinh phí đầu tư khoảng 170 tỷ đồng. Thác Bản Dốc nằm giữa biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Theo đường phân chia cột mốc 836, phía Việt Nam sở hữu một nửa thác chính và phần thác phụ, còn Trung Quốc sở hữu nửa thác chính phía bờ bắc sông Quây Sơn. Mặt sông phía chân thác thành điểm khai thác du lịch chung giữa hai nước.